Chào cả nhà, hôm nay mới về được mấy cây lựu Ai Cập hoa đỏ nên chia sẻ cho mọi người cùng coi. Thì lựu Ai Cập này nó tương đối hiếm hàng ha. Đây, cái lựu Ai Cập này đặc biệt là cái hoa nó rất là đỏ nha mọi người. Đó, hoa nó màu đỏ tươi và khi trái non nó cũng màu đỏ. Đó, đây ha, trái non màu đỏ. Trời ơi, đụng vô là nó rớt luôn rồi. Hoa này hoa cái, nó không có đậu. Thì mấy cây này á, mọi người về trồng dưỡng, bây giờ tới Tết là nó sẽ ra hoa ra trái xum xuê luôn ha. Cây cũng tương đối là già dặn rồi. Cây cao gần 1 mét nha mọi người. Đây mọi người quan sát ha. Những cái nụ của hoa lựu Ai Cập thì cái hoa nó rất là đỏ, đỏ rực rỡ luôn. Và khi những cái trái non nó ra thì nó cũng mang một màu đỏ rất là đẹp. Đây là một giống lựu mà hoa thì màu đỏ rực đẹp, đồng thời thì trái á, là cũng màu đỏ. Và bên trong trái là những cái hạt lựu rất là đỏ luôn nha cả nhà. Đó, lựu Ai Cập thì thường nó hiếm hàng hơn lựu Ấn Độ xíu. Hiện tại về được có mấy cây à. Rồi nếu ai thích những cây lựu này thì nhớ liên hệ có số điện thoại trên góc video để biết thông tin giá cả nha. Cả nhà có thể kết nối Zalo để coi cây trực tiếp nhé.